Thầy xin chào tất cả các con nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục ha các con ha. Mình tiếp tục mình giải bài tập của các bài bội chung nhỏ nhất nha. Rồi, hôm đó là mình giải tới bài 151 rồi. Bây giờ mình giải nè. 152. Trang 59 các con. Trang 59 ha. Rồi, tôi nói vậy. Tìm số tự nhiên A nhỏ nhất khác không sao cho. Nhớ nè, A này khác không nha con. Và A này chia hết cho 15 và A này chia hết cho 18. Này chưa con ha. Đó. Như vậy thì A khác không, A chia hết cho 15, A chia hết cho 18, tức là A là bội chung nhỏ nhất của 15 và 18. Nhớ nha. A nhỏ nhất mà là bội chung nhỏ nhất. Như vậy bây giờ nè. Ta phân đi bây giờ ta phân tích là thừa số nguyên tố nhé. 15 này là bằng 3 này nhân 5 nha. 18 này nè là bằng gì? 6 nhân 3. 6 là bằng 2 nhân giới giữa 3 rồi nhân gió nhỏ 3. Tức là 2 nhân 3 là 3, nhân 3 là 3 mũ. Mũ 2 còn thấy chưa? Nhưng mà bây giờ ta đi tích các thừa số chung và riêng nha. Tích các thừa số chung và riêng. Rồi, mở con ha. Rồi, biết. Tích các thừa số chung và riêng. Thứ nhất là số 2 này với số 3 này ha. Rồi với số 5 này. Rồi mũ này. 2 là mũ 1, 3 là mũ 2 là mũ lớn nhất ha. Là mũ 1. Rồi. Như vậy là 2 nè nhân 9 nè nhân 5 nhân thừa số đẹp nhất là 5 nhân 2 là 10 đồng chục á, nhân 9 là bằng 90 các con ha. Rồi 90. Như vậy thì các con suy ra là gì? Bội chung nhỏ nhất của 15 với lại 18 là 90. Vậy cái này bằng A luôn các con. Đó, như vậy khó cái luận đó đi. Bội chung nhỏ nhất chính là A. Như vậy đi tìm vậy ha. Đó nè. Bài 153 các con. Bài 150, 13, 159. Có nói gì vậy? Tìm các bội chung nhỏ hơn 500 của 30 và 45. Của 30 và 45. Như vậy tức là người ta tìm bội chung này của 30 nè, 45 nè, mà cái bội chung này nhỏ hơn 500. Thấy chưa các bạn ha? Rồi, như vậy đơn giản thôi. Ta đi tìm cái bội chung nhỏ nhất. Từ cái bội chung nhỏ nhất của 30, 45 đó ta xin ra bội chung. Rồi, tức là ta lấy cái bội chung nhỏ nhất, ta nhân cho 0, 1, 2, 3, 4, 5. Thấy không? Xong rồi ra số nào nhỏ hơn 500 là mình lấy. Thì chơi con ha, đơn giản nè. Như vậy ta có là 30 là bằng 6 nhân 5. 6 là bằng 2 nhân 3 nhân 5. Đó. 45 là bằng 9 nhân 5. 9 là bằng 3 nhân 3 nhân 5. Tức là 3 nhân 3 là 3 bình nhân 5. Được chưa con? Rồi sau đó đi tìm tích về các thừa số nguyên tố chung và riêng, đúng không? Và riêng. Tích các thừa số chung và riêng các con ha. Đây là gì? 2 nè, 3 nè, 5 nè, 2 mũ 1, 3 mũ 2 là mũ lớn nhất nha các con. 5. Như vậy là nó sẽ ra nè, 2 nè nhân 3 bình nè nhân 5. Để chưa? 5 nhân 2 là 10. 3 bình là 9 là bằng 90. Ồ, giống ở trên đó các con ha. Bằng lại 90. Rồi. Như vậy thì con suy ra nè. Bội chung nhỏ nhất của là gì?
30 với lại 45 là bằng 90. Được chưa? Rồi, như vậy thì con xin ra bội chung cho nó có. Bội chung nè của 30 và 45. Rồi, tức là mình lấy cái bội chung đó mình nhân cho 0, 1, 2, 3, 4, 5. 90 nhân 0 là 0. 90 nhân 1 là 90. 90 nhân 2 là 180. À, 90 nhân 3 là bằng 270. 90 nhân 4 là 360. 90 nhân 5 là 450. 90 nhân 6 là 540. Nhưng mà không được rồi. Đó, tới đây thôi, cái này được rồi. Đó, được chưa con? Như vậy rất là dễ ha. Không có gì khó cả. Được chưa? Rồi, mình tiếp tục tới cái bài đó con. 154 trăm 59. Được chưa? À, cái gì đây? Học sinh lớp 6C khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 8 đều vừa đủ hàng. Biết học sinh đó nằm trong khoảng từ 35 tới 60, tính số học sinh lớp 6C. Rất là đơn giản nha các con ha. Tức là gì? Xếp hàng 2 cũng đủ, hàng 3 cũng đủ, hàng 4 cũng đủ, hàng 8 cũng đủ. Vậy tức là cái số học sinh của lớp 6C này là bội chung của của lớp, bộ chung của 2, 3, 4, 8 nha các con ha. Đó, như vậy nè, số học sinh của lớp 6C là đó là bộ chung của nè 2 nè, gì nữa 3 nè, 4 nè và 8. Được chưa con ha? 2, 3, 4 và 8. Đó, như vậy đó con thấy nè. Như vậy mình đi tìm bộ chung của nó, nhưng mà bộ chung nó nằm trong khoảng là 35 đến 60. Nhưng mà đây, như vậy muốn tìm bộ chung, trước tiên là mình tìm bộ chung nhỏ nhất của cái số này con ha. Bộ chung nhỏ nhất nè. Như vậy trước đó là ta có nè 2 thì không thích rồi, 3 số nguyên tố, 4 là bằng 2 bình, 8 là 2/3. Được chưa? 8 bằng 2/3, cái này là con biết rồi nè ha. Rồi, như vậy chúng ta đi tìm tích thừa số chung và riêng. À, các thừa số chung và riêng ha. Và riêng, à, tích các thừa số chung và riêng này. Như vậy con nè, 2 3. Rồi, như vậy 2 mà mũ cao nhất ở đây là mũ 3, chính là 8 x 3 là bằng 20, 24. Mà 24 được chưa? Đó, như vậy thì con suy ra nè, bội chung nhỏ nhất của 2, 3, 4, 8 là nó bằng 24. Được chưa? Như vậy con suy ra bội chung của là 2, 3, 4, 8 là bằng bao nhiêu? Được chưa con? Đó, 2, 3, 4, 8 bằng nhiêu? Thì đó con nè, tức là lấy bộ chung này con nhân cho gì? 0, 1, 2 là 4, 18, 3, 4, 3, 12, 1, 3, 6, 1, 7, 2, vân vân. Được chưa? Như vậy con này là từ 35 đến 60, 35 đến 60 là chỉ có số này thỏa mãn. Đó, vậy số học sinh lớp 6C là 48 bạn. Được chưa con ha? Rất là đơn giản chứ không có gì khó khăn hết. À, các con, mình tiếp tục cái bài 155 nha các con. Bài 150, 15, trang 60. Được chưa? A, B, đây,
này phải cho nè, cái này là A, cái hàng dưới là B, hàng dưới là ước chung lớn nhất của A, B, hàng dưới nữa là hội chung nhỏ nhất của A, B. À, rồi ở hàng dưới là ước chung lớn nhất của A, B nhân với bội chung nhỏ nhất của A, B. À, ở dưới là A nhân B. Nhớ không? Đó. Bây giờ cái này thì cũng thực chất là mình đi tính như mấy cái kia thôi, người ta lại cho tổng hợp vậy, tính cho nhiều xíu tính không có gì con ha. À, không có gì phức tạp hết. Rồi ở đây bắt đầu mình tính nè, ở đây là cái con nè, ví dụ như 6 nè, 4 nè, giờ ước chung lớn nhất của nó là 2 nè, bội chung lớn nhất của nó là 12 nè, hai cái ước chung bội chung nhân lại là 24 nè, A nhân B là 24, được chưa? Rồi đó, và bây giờ cái đó là người ta cho là các mình tính nè, 150 và 20 đó. Như vậy bây giờ mình đi tìm ước ước chung lớn nhất của 150 120, cứ mình cứ lấy 150 nè, mình phân tích ra từ số nguyên tố là 15 nhân 10, 15 là 3 nhân 5, 10 là bằng 2 nhân 5. Rồi như vậy nhân 2 này, nhân 3 này, 5 x 5 là 5 mũ, mũ 2, được chưa? Rồi, cái rồi số là 20, là 4 x 5 nè, 4 là 2 x 2 x 5 nè, 2 x 2 là 2 mũ 2 nè, x 5 nè, được chưa? Đó, như vậy bây giờ nè, cái này mà nếu như mình đi tìm ước chung lớn nhất, được chưa? Đó, của 150 với lại 20. Ước chung á thì thứ nhất là con phải nhân các thừa số nguyên tố chung 2 và 5. Rồi lấy mũ là mũ thấp nhất, đây là mũ 2, mũ 1, mũ 2, mũ 1, mũ 1, như vậy là 10. Được chưa? Như vậy ghi vô đây là 10. Rồi do con bội chung nhỏ nhỏ nhất, thấy chưa? Thầy làm bảng so sánh, bây giờ làm thấy chưa? Tức là chung và riêng của 150 và 20. Đó. 2 nè. Riêng là 3, 5 nè, mũ lớn nhất. 2 mũ 2, 3 mũ 1, 5 mũ 2. 2 mũ 2 là 4 nè, 3 nè. 5 mũ 2 là 25 nè. 25 mà nhân 4 là ra 100 nè, nhân 3 là ra 300, thấy chưa các con ha? Rồi, nó sẽ ra 300. Rồi, lấy ước chung nhân bội chung 300 và nhân 10 ra 3000 nè. Được chưa? Rồi, lấy A nhân B nè. 00 là 2 số 0 rồi ha. 5 nhân 2 là 10 chứ 0 giữ 1 là 2 cộng 2 cộng 3 là 3000 nè, thấy chưa? Rất là đơn giản ha. Rồi, 28 và 15. 28 và 10, 15. Rồi con đi phân tích ra thừa số nguyên tố 28 là bằng 4 x 7, 4 x 7 là 28, được chưa? 4 là 2 x 2 nhân cho 7, 9 là bằng 2 mũ 2 nhân cho 7, được chưa? Rồi 15 nè, 15 là bằng 3 nhân cho 5. Rồi mình đi tìm tích các thừa số chung đó con ha, tức là ước chung lớn nhất của 28 và 10, 15. Thừa số chung, thừa số chung, thừa số chung đó là 2 nè, 7 nè, 3, 1. Không có thừa số chung nha con, như vậy ước chung lớn nhất của nó là 1, thấy chưa? Còn bội chung nè, nhỏ nhất của 28 với là 10, 15, được chưa? Bằng chung và riêng
chung vào đây hai số này không có, như vậy đều là gì? Là 28 nhân cho 15 luôn. Được chưa con? Đó, 28 nhân 15 luôn. Như vậy lấy là 28 nhân 15, 8 ra 40 chứ không giữ 4. Được chưa? 5, 2 là 10, 14 là 14, 188, 122, 0 là 84, 12, giữ 1 là 420, 420. Ha? Rồi, như vậy nè, ước chung là 1 mà bội chung là 420, đó. Rồi, hai cái này 420 mà nhân cho 1 cũng là 420. Rồi A nhân B cũng 420, đó, thấy chưa? Rồi, tiếp tục 50. 50 và 50, 50 và 50. 50 thì chia hết cho 50. Cho nên là ước chung mà lớn nhất của 50 và 50 là nhiêu? Cũng chính là 50, được chưa? Đó. Mà bội chung lớn nhất của 50 và 50 cũng chính là 5. 50, được chưa? 50 x 50, 5 x 25 là 2.500. A nhân B cũng 2.500. Các con thấy không? Đơn giản ha. Rồi, thì người ta nói là A là điền các số đó vào ô trống là mình đã điền rồi đó. Thì chưa đó con ha, rất là đơn giản. Rồi, cái thứ hai là người ta bảo mình làm cái gì nữa? So sánh ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất với tích AB. Cái này ta có này, luôn luôn bằng nhau, thấy chưa? Như bạn ta suy ra nè, ước như câu câu B nha, ước chung lớn nhất của A với B nhân cho bội chung nhỏ nhất của A với B, nó bằng A nhân B, thấy chưa các con ha? Rất là đơn giản, không có gì khó khăn hết nha. Rồi các con, các bài 156 trang số 10 ha. Bài này người ta nói gì đây? Tìm số tự nhiên x, biết rằng x chia hết cho 12, x chia hết cho 21, x chia hết cho 28. Như vậy rõ ràng x là bội chung của 12, 21 và 28. Và x nó nằm trong 150 đến 300, được chưa? Đó, tức là điều kiện là x này nè, nó phải bằng bội chung của 12, 21, 28 và 150 nhỏ hơn x, nhỏ hơn cả 300, được chưa con? Rất là đơn giản như thế đúng không? Rồi, như vậy là mình đi tìm các thừa số nguyên tố này. 12 là bằng 4 nhân 3, 4 là bằng 2 nhân 2 nhân 3, 2 nhân 2 là 2, 1, 2 nhân 3 một cái. 21 chính là 7 nhân 3 là 21, 7 nhân 3 cũng là 3 nhân 7 ha, mình ghi gần ra mình dễ nhìn nè. Rồi 28 là bằng 7 nhân 4 là 28, 4 là bằng 2 nhân 2 nhân 7 chính là bằng gì? 2 mũ 2 nhân cho 7, thì chưa không? Đó, mình ghi lại đó cho gần. Rồi mình ghi là tất cả thừa số chung và riêng ha, chung và riêng. Rồi các con, 2 nè, 3 nè, 7 nè, mũ lớn nhất mũ 2 nè, 2 mũ 2 nè, 3 là mũ 1, 7 mũ 1. Rồi 4 nhân 3 nhân 7, được chưa? Rồi như nhau, như vậy 4 3 là 10, 12 nhân 7, 32 14, giữ 1, 7 mũ 1, 1 là 80, 84, thấy chưa nè? Như vậy thì mình suy ra nè, bội chung nhỏ nhất của nè 12, được chưa? Bội chung nhỏ nhất của 12 nè, 21, được chưa? 28 là 84,
Dạ có. Mình kiểm tra lại lần nữa nha. 2 mũ 2 rồi nhân 3 rồi nhân 7 rồi ok. Được chưa? Rồi. Như vậy bây giờ mình như vậy mình có bộ chung nhỏ nhất rồi, từ cái bộ chung nhỏ nhất thì mình suy ra bộ chung nha các con ha. Suy ra bộ chung của 12, 21, 28. Mà bộ chung này chính là bằng là x á nha. Bộ chung mới đã rồi, từ từ mình tìm lý sao x là cái khoảng này. Rồi, 84 nhân 0 là bằng 0. 84 nhân 1 bằng 84. 84 nhân 2. 4 nhân 2 là 8, 8 2 16, được chưa? 84 nhân 3. 3 4 12 giữ 1. 8 3 4 1 25 25, được chưa? 84 nhân 4. 4 nhân 4 16 giữ 1. 8 lần 4 là 84 là 32, được chưa? 84 32. 32 32 với 1 là 33. Rồi, như vậy là được rồi, như vậy chấm chấm chấm. Được chưa? Rồi, chấm 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 vậy đó. Cái rồi người ta nói gì đây? Tức là x nó thỏa mãn như thế này nè. Như vậy từ đây mình suy ra x sẽ bằng là cái giá trị nào? Lớn hơn 5,5 là 168 nè, 252. 168 205. Tức là x nhận hai giá trị này, hai giá trị này đều thỏa mãn các con ha. Đơn giản không? Rồi, đơn giản. Mình làm luôn cái bài 105 57 trang 60 các con ha. Người ta nói gì đây? Hai bạn An và Bách cùng học một trường nhưng ở hai lớp khác nhau. An cứ 10 ngày trực nhật một lần, còn Bác thì cứ 12 ngày mới trực nhật. Như vậy lần nào là hai bạn cùng trực nhật vào một ngày, hỏi ít nhất bao nhiêu ngày thì hai bạn nó cùng trực nhật trở lại chung một lần nữa. Như vậy đơn giản nè. Đó, tức là cái mà cái ngày mà các bạn mà hai bạn nó mà gặp nhau là lần nữa chính là cái bội chung nhỏ nhất của các hai các bạn là 10 ngày và 12 ngày này các con ha. Đó, đây nè. Đó. Các con thấy nè, hai bạn lúc nào á là A và Bắc á là nó cùng thực hiện một lần. Nó cùng thực hiện một ngày. Nhưng mà một bạn là cứ 12 ngày mới trực lần, 12 ngày trực lần. Một bạn là cứ 10 ngày trực lần, 10 ngày trực lần, được chưa? Và cứ là trực liên tục như thế mà không biết bao giờ hai bạn mới gặp lại. Hai bạn gặp lại tức là nó bằng nhau, được chưa? Nó tức là cái thời gian nó sẽ bằng nhau một ngày nào đó. Thì cái ngày đó chính là chia hết cho 10 và cũng chia hết cho 12 luôn, tức là thành là bộ chung nhỏ nhỏ nhất. Đó, được chưa? Ngày mà hai bạn gặp nhau lần thứ hai, được chưa? Tức là nó là bội chung nhỏ nhất của 10 và 12. Nhớ chưa các con? 10 bội chung nhỏ nhất 10 và 12, được chưa? Tức là cái ngày đó phải chia hết cái ngày này, chia hết cái ngày thì ngày đó là gặp nhau, được chưa? Phải nhiều lần như bội chung là mình gặp nhiều lần như vậy, mà bao nhiêu lần là lần vậy mình tính lần thứ nhất thôi, tức là bội chung nhỏ nhất. Như vậy bây giờ mình phân tích các cái số này nè. 10, 12 là thừa số nguyên tố, được chưa? 10 á là bằng 2 nhân 5. 12 á là bằng 4 nhân 3. 4 này á là 2 mũ 2 nhân 3, được chưa? Như vậy mình giờ đi tìm tích các thừa số nguyên tố, tích các thừa số nguyên tố chung và riêng. Mình ghi gì tích vậy đi ha, mình ghi nhiều quá rồi. Tích ghi các thừa số nguyên tố là viết tắt này nè, chung và riêng. 2 3 5, 2 mũ 1, 2 mũ 2, mũ lớn nhất đi vô, được chưa? Rồi như vậy 2 là 4,
nhân 3 nhân 5. 5 nhân 4 là 2. 20, 20 nhân 3 là ra là 60. Đó giờ cộng vậy. Vậy gì? Sau 60 ngày thì hai bạn vậy đấy An và Bắc sẽ trực nhật chung với nhau đó, được chưa? Chung với nhau, được chưa con? Đơn giản vô cùng, không có cái gì mà để phải suy nghĩ hết ha. Rồi tiếp tục cái bài 158 đó con này, 158 160, được chưa? Người ta nói nè, hai đội công nhân nhận trồng một số cây như nhau, mỗi công nhân đội 1 là trồng 8 cây, mỗi công nhân đội 2 là trồng 9 cây, tính số cây mỗi đội phải trồng, biết rằng số cây đó nằm trong khoảng là 100 đến 200. Thì các con nên nhớ nè, đội thứ nhất là trồng là cứ 8 cây, một đội là phải trồng 8 cây đó. Đội thứ hai á là mỗi công nhân á là trồng là 9 cây. Nhưng mà số cây nè, hai đội công nhân nhận trồng một số cây như nhau và giống nhau như vậy, nó là phải là bội chung của 8 và 9, đúng chưa nè? Cái số cây mà của đội thứ nhất và đội thứ hai cùng trồng, kết luận cuối cùng là phải bằng nhau như vậy, đó là bằng nhau thì phải chia hết cho 8 và chia hết cho 9, nhớ chưa? Đó, như vậy hả, số cây hai đội trồng bằng nhau, tức là bội của 8 và 9, tức là bội chung của 8 và 9 nha con. Đó, bội chung của 8 và 9 nha. À, như vậy bây giờ ta chỉ cần đi tìm bội chung của 8 và 9 thôi. À, mà các con này, 8 và 9 này là hai số nguyên tố cùng nhau. Tại sao? Tại vì nó không có thực số chung. Được chưa? Đó, bội ước chung lớn nhất của nó là 1 ha. Đó, con làm hoài rồi con không biết rồi. Nhưng mà bây giờ nè, bội chung nhỏ nhất của 8 và 9 chính là bằng 8 nhân 9 luôn. Được chưa? Mà 8 nhân 9 là 70, 12. Đó là bội chung nhỏ nhất. Nhớ nè, hai số nguyên tố cùng nhau thì có là thứ nhất ước chung lớn nhất của nó là 1, và bội chung của nó là hai số đó nhân lại, được chưa nè? Thì các con thấy đây nè, ở đây là 2 mũ 3, ở đây là 3 mũ 2, không có cái thường số nguyên tố nào mà chung hết, gọi là hai số nguyên tố cùng nhau, được chưa? Rồi, như vậy là gì đây? Có bội chung nhỏ nhất rồi mình suy ra bội chung, các con, bội chung của 8 và 9. Rồi mình nói nè, 72 nhân 0 là 0, 72 nhân 1, 72, 72 nhân 2, 22 là 4, 72 là 14, 54, 72 nhân 3, 32 là 6, 73 là 21, nó nằm trong khoảng nào? 200, như vậy 216 là được rồi, ha. Đó, như vậy nó nằm trong có khoảng từ 100 đến 200 là chỉ có số này thôi. Vậy số cây hai đội phải trồng trong là 144 cây. Thấy chưa con ha, số cây hai đội phải trồng là 144 cây. Nhớ, thầy nhắc lại cái bài này nè, đọc đề và mình phải phân tích đề, hiểu đề mình mới làm được các bài tương tự các con ha. Đó, thứ nhất là đội thứ nhất mà mỗi công nhân là trồng 8 cây, cái đội thứ hai mỗi công nhân là trồng 9 cây, được chưa? Đó, rồi trồng riết một thời gian nào đó thì số cây đó hai đội trồng bằng nhau, được chưa? Hai đội trồng bằng nhau thì rõ là số cây bằng nhau là chỉ có là nó là bội chung của 8 và 9 mà, được chưa? Tức là số mà chia hết cho 8 mình cũng chia hết cho 9. Như vậy mình đi tìm bội chung.
muốn tìm bộ chung của 8 và 9 tức là ta tìm bộ chung nhỏ nhất. Thấy không? Mà 8 và 9 là hai số nguyên tố cùng nhau, tại vì khi phân tích ra thừa số nguyên tố nó không có thừa số nguyên tố chung. Thấy chưa? Như vậy thì cái bộ chung nhỏ nhất bằng hai số đó nhân lại. Thấy chưa các con? Rồi hai số nhân lại là mình có bộ chung nhỏ nhất. Có bộ chung nhỏ nhất thì mình lấy bộ chung nhỏ nhất đó mình nhân cho 0, 1, 2, 3, 4, 5 vân vân thì mình tìm được bộ chung của 8 và 9. Rồi yêu cầu bài toán là nó nằm trong hay là trong khoảng là từ 100 đến 200 thì trong cái giải 100 đến 200 chỉ có số 144 thôi. À, như vậy số k mà hai đội phải chọn chính là 144. Ok vậy các con ha. Ok, như vậy tới đây là tương đối tốt rồi. Thầy xin chào tất cả.